Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube Điện Máy Hoàng Quân. Kênh em chuyên mua bán giới thiệu và test các sản phẩm âm thanh bãi. Và hôm nay ngày mùng 7 tháng 1, em làm video test và giao trả cho một bác khách cục trầm Yamaha IST S-Way 160 và thông báo một số đẩy mới về cửa hàng. Đầu tiên về về cục trầm Yamaha IST SV 160 đã có một bác khách ở Đồng Nai đặt mua và đã chuyển khoản rất là đầy đủ, thành công. Và em làm video để test kiểm tra chất âm của cục trầm này lần cuối trước khi đóng hàng và vận chuyển qua cho các bác. Em sẽ quay toàn cảnh rất là đẹp, không chỉ trà sấy xước. Đây là đằng sau cục trầm. Vô đen của nó. Và cửa em có rất nhiều cục trầm. Có mô đen là S-Way 160, 150 và S-Way 800. Các bác tha hồ lựa chọn. Và em cũng xin thông báo luôn, cửa em mới về 3 cục đẩy JBL, hàng hiếm, rất hiếm, có thể các bác chưa được chứng kiến qua bởi vì nó rất là hiếm. Và nó có thiết kế 38 sò sò than Toshiba. Và cửa em mới về 2 cục, còn 1 cục trên đường về. Em sẽ quay mô đen cho các bác chiêm ngưỡng. Và với cục đẩy này, nó có thể đánh được với 2 đôi loa bass 30 cm. Hàng rất hiếm. Và bây giờ em sẽ đi vào thẩm âm cục trầm. Vâng, em vừa test xong cục trầm. Và sau khi test xong em sẽ đóng hàng rất là cẩn thận để vận chuyển hàng cho bác.
Và bác nào có nhu cầu muốn mua bất cứ sản phẩm gì, hãy liên hệ với cửa hàng qua hai số điện thoại 0976 119 504 hoặc 0984 804 715. Bác xem video đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất từ cửa hàng đăng lên. Em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã xem.